Xin chào tất cả các bác và anh em. Buổi sáng nay thì em có nhận được chiếc vang số DMX, modem là 5800 và cái bộ mic màu vàng, cùng với lại cái tai mic của một chú em Bắc Giang gửi đến căn chỉnh. Thì em mới thử chất âm thì em mới cảm nhận như này. Ngoài cái vấn đề mà như vậy là căn chỉnh trên chiếc vang số gọi là dòng XD, vang số DMX 5800 chính là vang số chạy phần mềm của X5 và phương pháp thì nó cũng tương đồng với X5. Nhưng các bác thấy rằng là một chiếc vang số căn chỉnh như thế này, và chú này nói chuyện rằng là đang sử dụng với lại loa bát neo tép neo, chất âm sáng và thiếu bát. Thì ngoài cái vấn đề mà làm một chiếc vang số chưa hay về phần âm sắc cũng như phần effect, thì nó còn liên quan đến cái chất âm của cái bộ mic. Cái bộ mic này là một cái bộ mic mà nó đang dở về cái giải trung trầm, rất là ồn ở cái giải trung trầm, nó không rõ nét, nó không mềm mại ở cái giải trung trầm. Thế cho nên rằng là nhiều khi ấy, thì cái mic nó cũng là một cái mà rất quan trọng khi mà nó thu nhận cái tín hiệu đầu tiên. Thế nhưng cái bộ mic này là cái bộ mic mà nó đang dở về cái giải trầm và giải trung trầm. Thì nhân tiện căn chỉnh cái vang số DMX 5800 tương đồng như dòng vang số X5, thì em lại chia sẻ các anh em về cái cách khắc phục khi mà không may mua phải những cái bộ mic mà chất âm nó không tốt. Đây là một cái bộ mic mà chất âm nó cũng chưa được đẹp về cái giải thấp, cụ thể là giải trầm và giải trung trầm, rất là ồn. Đây là cái cấu hình cũ, các bác sẽ thấy như thế này nhé. Cấu hình cũ có cái tên là 616 này. Thì là các anh em mua ở đâu thì mua, nhưng mà cứ gửi cho em như vậy là mất thêm cỡ khoảng độ 400-500 nữa thì các anh em nhận lại là sẽ khá hay. Thế thì như vậy là khi mua rẻ được vài trăm nhưng mà sử dụng không hay, thì khi gửi để căn chỉnh thì cũng mất vài trăm. Nói chung là nó cũng tương đồng nhau thôi. Nhưng chỉ có một điều rằng là khi các anh em mua của em ấy, thì có một cái lợi thế là có cái sự hỗ trợ. Có thể là hỗ trợ về đấu phối ghép, hỗ trợ về căn chỉnh lại sau khi các anh em thay đổi về thiết bị, hoặc là những cái phần nào mà nó chưa được, các bác có thể là trao đổi với em thì em có thể là chia sẻ hướng dẫn thêm cho các anh em, bổ sung thêm về phần âm sắc cũng như hướng dẫn các anh em trong cái phần đấu phối ghép cũng như vận hành sử dụng, cũng như là sau này như vậy là thay đổi về thiết bị có thể là gửi cho em thì em làm miễn phí cho các anh em. Đấy là một cái mà như vậy em cũng chia sẻ rõ ràng với các anh em như vậy. Tức là nếu các anh em mua ở các đơn vị khác cài đặt không hay thì các bác anh em cũng mất thêm vài trăm, công là 300 cộng với lại như vậy là cước đi về các tỉnh gần thì là mất thêm trăm nữa là 400. Thế còn các bác anh em ở tỉnh xa có khi mất mỗi một lần đi về mất khoảng độ 100-150, tức là cộng vào là như vậy mất thêm cỡ khoảng độ 600.000 nữa. Thì tính ra như vậy là mua rẻ nhưng mà hóa ra lại là đắt, mà lại thiếu đi cái sự hỗ trợ của cái người làm. Thì đây nó là một cái cấu hình đầu tiên này. Các bác sẽ thấy được là với một cái bộ mic mà nó đang dở về giải trầm, giải trung trầm thì các bác anh em sẽ nghe được chất âm như nào. Và chính ra ấy là cái effect tổng của cái vang số này đấy, khi cấu hình cũ ấy, để đến 38 ấy, để 38. Đây là các cái vấn đề đặt chế độ khởi động cũng như là chế độ limit ở trên chiếc vang số này. Thì theo cái cũ là đến 38 này, chế độ 1 này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 1 2 6 1 2 6 1 2 6 4 7 10 4 7 10. Các bác thấy rằng một cái chất âm ở cái giải thấp, giải trầm và giải trung trầm nó tệ như vậy. Một phần là cái mic, một phần là bộ mic. Đây là cấu hình số 2 này. Cấu hình số 2 hình như là căn chỉnh có một chế độ thôi, chế độ 2. Chế độ 2 đây cũng giống chế độ 1 thôi, cũng giống nhau thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 1 2 6 1 2 6. Thôi em thử hai chế độ thôi, và bây giờ sẽ thử chế độ số 3 mà chế độ số 5. Chế độ số 5 em làm và sẽ chia sẻ với anh em về vấn đề mà xử lý về cái mic mà nó không tốt, về cái giải trầm, giải trung trầm. Bây giờ sẽ thử này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 1 2 6. Và cái effect vừa rồi thì em vẫn để 38 nhưng bây giờ thử để về 34, bởi vì effect nhiều không phải dễ hát đâu mà nó càng ồn đấy.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 7 10 2 3 5 6 9 1 2 6 9. Thì khi mà xử lý cái tính chất mà như vậy là cái mic nó không tốt về cái giải trầm, giải âm trầm, thì các bác sẽ thấy rằng là cái phần limit compressor, limit compressor ấy thì như vậy là nếu như bình thường ấy thì em để là như vậy là cái limit là 5 này, limit là 5, nhưng có thể là lùi lại xuống 6 nhá thì nó đẹp hơn này, và có lùi lại ở cái gelit là thời gian xả nén này, thường thường em để là 12, nhưng mà rơi vào cái trường hợp như cái bộ mic của chú em này ấy thì lùi lại cái limit này, lùi lại cái gelit, hai cái thông số trong cái phần giới hạn, một là cái giới hạn, hai là cái xả nén này, và cái tỷ lệ này bình thường có thể em để 1.6, nhưng mà bây giờ sẽ để 1.4 nhá. Cái limit mọi khi em để là âm 5, nhưng có thể là lùi lại âm 6. Bình thường em để âm 5 này, cái này là 23 này, cái này là 12 này, cái này là 1.6 này, nhưng bây giờ có thể lùi lại là âm 6, lùi lại cái này là nhân 8 và cái này là 4 nhá. Đấy là một phần. Bây giờ sẽ thử này, thử luôn này. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Còn các cấu hình cũ các bác sẽ thấy như thế này này, rất là nhiều vấn đề mà nó sẽ ảnh hưởng đến chất âm của phần mic. Đây là cấu hình số 1 có tên là 666 này. Các bác sẽ nhìn thấy được cái phần limit compressor. Sẽ nhìn được cái phần limit. Đây là phần limit của cái phần mic này. Limit để 00, Atex để 45, Zelit để 8 và cái tỷ lệ là 4.0. Cái vấn đề này nó sẽ liên quan, nó sẽ làm cho chất âm mic nó có cái độ tròn gọn hơn nhé. Có độ tròn gọn hơn. Nhưng ở cấu hình cũ đây là cái limit này không dùng này, để 00. Cái Atex là 45, cái Zelit là nhân 8 và cái tỷ lệ 4.0. Thế còn phần main thì sao? Phần main là để như vậy là âm 3. Phần main cái limit là âm 3. Cái Atex là 8 mili giây. Và cái Zelit là nhân 16 và cái tỷ lệ là 1.4. Thì những cái vấn đề này nó cũng là làm cho cái chất mic nó không được tròn gọn, không được chắc mic nhá. Không được chắc mic. Thế còn bây giờ như vậy ở cái chế độ của em sẽ chia sẻ các anh em. Ở đây các anh em thấy đầu ra. Thấy đầu ra thì bình thường là em để là 10 nhá. Dòng con số này là tối đa là 14 dBu. Nhưng mà để về 10, cái limit này bình thường là để 10, nhưng mà trong trường hợp này á, để 8. Tối đa là 14. Nhưng mà trong trường hợp này là để 8 nhá. Bởi vì cái bộ mic này tiếng nó không đẹp. Cái Atex vẫn để 23 và cái Zelit có lùi lại. Bình thường để 12 nhưng để 8 này. Tỷ lệ 1.4. Thì đây là một cái đầu tiên chúng ta sẽ xử lý về cái phần độ ồn, tức là cái limit của cái phần mic đầu vào và cái phần đầu ra. Phần đầu ra nó còn liên quan đến cả nhạc, cả mic, và có thay đổi về cái đầu ra. Và trong phần effect ấy thì chính ra ấy, các cái tần số mà gây ồn ấy là cái giải trầm, giải trung trầm. Ở đây là giải trầm, giải trung trầm này. Các bác thấy rằng đây là giải trầm, giải trung trầm, có xử lý về cái giải trầm, giải trung trầm. Thế rồi cái phần main. Phần main ấy thì các bác thấy rằng là các cái tần số giải trầm, giải trung trầm cũng giảm nhá. Bởi vì cái dòng mic này nó đang dở về cái giải trầm, giải trung trầm. Giải trung trầm. Cho nên cái tần số ở phần đầu ra này, phần main này, trầm và trung trầm cũng giảm nhé. Còn phần mic đây các bác thấy rằng trầm trung trầm cũng giảm rất nhiều, bởi vì là bản thân cái dòng vang số này nó tương đồng như vang số đầy X, tương đồng như là X3 cho đến X10. Thế cho nên rằng là cái chất âm nó mềm mại ở cái giải thấp và cái độ nhuyễn ở giải cao. Thế nhưng mà cái bộ mic này là như vậy là nó ồn và nó cảm tưởng nó bị lỗi ở cái phần giải trầm và giải trung trầm ấy. Cho nên phải xử lý rất nhiều về cái phần limit compressor cũng như là cái phần âm sắc. Ngoài ra thì trong cái phần effect các bác thấy rằng là có sự thay đổi. Đối với lại như vậy là một chiếc vang số hay là một bộ mic mà nó đang dở cái giải trầm, giải trung trầm ấy, thì chúng ta là không nên dùng dì vợt quá nhiều nhá. Không nên dùng dì vợt quá nhiều, không nên dùng cái delay quá lớn, hoặc là có thể là phải lùi lại cái thời gian của dì vợt. Bởi vì dì vợt nhiều ấy nó sẽ làm cho như vậy là càng ồn. Dì vợt là độ vang mà, tiếng vang. Và như vậy là khi cái mic nó ồn rồi ấy, mà nó lại có nhiều tiếng vang thì nó làm cho như vậy là nó thiếu đi cái sự mà sáng tiếng, thiếu đi cái sự rõ nét. Và như vậy là cái echo có thể là tăng lên hơn một chút. Bình thường có thể em để 98, 99, nhưng mà trong trường hợp này thì tăng echo một chút và dì vọt là dùng vừa phải. Và cái delay này cũng phải giảm đi nhá.
khi mà một cái bộ mic mà nó ồn ấy thì cái echo delay này phải giảm đi. Đồng thời chúng ta phải giảm cả dB đi. Đồng thời phải giảm dB. Bởi vì cái delay này nó là cái độ trễ hiệu ứng echo. Khi mà một cái bộ mic mà như vậy là nó dày tiếng hay là nó ồn tiếng chẳng hạn, càng tăng cái delay để lên thì càng ồn, càng tăng delay càng ồn. Và đây là một cái mà theo kinh nghiệm mà làm nhiều năm về lĩnh vực số thì em lại chia sẻ các anh em để các anh em có thể nắm bắt được. Và em nghĩ rằng là chúng em này sau khi nhận lại chiếc băng số DMX518 này sẽ có một chiếc âm 2, mặc dù là cái bộ mic này nó cũng là một cái bộ mic chưa phải là sạch âm lắm.